Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 2007, một cây kim giòn 250k bao ship toàn quốc. Anh nào có mua tôi rồi, có quen mua rồi á, thì tôi phải ship COD cho anh luôn nha. Còn anh nào chưa có mua là thông cảm chuyển khoản trước nha quý vị. 250 nha, bao ship nha. Đây cây bút lông tỷ lệ ha. Kế bên là cái chai trà xanh phong độ ô long đó. Rồi giờ tôi cầm lên tay nha, chút đi đổ có thao gác cái đi bây giờ không phải con cây ngã cây dựng nó lên. Đây mấy cây này là 5 đến 6 năm tuổi nha, sumo lùn luôn nha. Nè quý vị thấy ngón tay rồi quý vị biết rồi ha, cành nhánh nó có 3 nhánh luôn, bên nhánh nha, bên tả bên hữu trên cái đỉnh nha. Rồi chơi cho nó văn nghệ nha, chứ không phải cây bài cây bản gì trơn nha. Chủ yếu là nó siêu già nè, quý vị thấy nó già không, kinh khủng già không, móc meo quá trơn luôn ha. Nè đó, đế đấm đầy đủ hết trơn, vừa lấy bằng chải đánh răng sạc nó ra nha, đã đẹp trai liền nha. Bông nữa nè, có bông nữa nha. Cây này sao không thấy bông ta, nãy con cây nãy có bông. Chủng cây này là nó sắp ra hoa nha quý vị, đi đọt này sắp ra bông rồi. Rồi 250 ha. Nè ngón tay tôi đây nè, chị thấy không, đế cây này đế đẹp luôn ha, như cây cổ thụ gom nhỏ nha. Rồi nó sắp nhú bông hết rồi. Rồi kết thúc luôn nha quý vị. Cái này có mấy cây thôi, không có nhiều đâu. Mua này nhiều, bữa đi Bến Tre mua 7 văn nghệ chứ lại lớn gì. Rồi kết thúc luôn.